Đối với số đông các tín đồ tốc độ thì việc sở hữu một chiếc siêu xe thể thao như là Ferrari hay Lamborghini là một điều có phần xa xỉ. Do vậy, những mẫu xe thể thao bình dân sẽ là sự lựa chọn dễ tiếp cận hơn. Phóng sự xe 360 tuần này sẽ gợi ý đến quý vị những chiến mã không kém phần tốc độ được bán với mức giá hợp túi tiền của nhiều khách hàng. Đầu tiên là chiếc xe thể thao mui trần bán chạy nhất mọi thời đại của Mazda MX-5. Đây thực sự là một cái tên nổi trội trong danh sách này. Mazda MX-5 sử dụng động cơ xăng Skyactiv G4 xi lanh 2.0 lít, sản sinh công suất tối đa 158 mã lực. Sức mạnh được truyền tới các bánh thông qua hộp số tự động Skyactiv Ride 6 cấp với lẫy chuyển số trên vô lăng. Với các phiên bản từ 158 đến 181 mã lực và giá bán chỉ từ 23.500 đến 29.000 đô la Mỹ, mẫu xe huyền thoại của Mazda là một lựa chọn tốt cho những ai đam mê xe thể thao vừa túi tiền. Tiếp theo là một dòng xe thể thao mạnh mẽ đến từ nước Mỹ, Chevrolet Camaro 1LE. Xe được cung cấp với các phiên bản 4 xi lanh, 6 xi lanh, 8 xi lanh với mức giá khởi điểm từ 38.000 đô la Mỹ để bạn có thể có những lựa chọn phù hợp với kinh tế. Ngoài ra, khách hàng chỉ cần chi trả thêm khoảng 4.500 đô la Mỹ để nâng cấp hệ thống làm mát, phanh xe, công suất bánh xe lớn, tăng độ bám đường. Nếu là người yêu thích những chiếc xe thể thao mạnh mẽ và hầm hố, chắc hẳn không ai có thể rời mắt khỏi dòng xe cơ bắp Ford Mustang. Với khối động cơ V8 mạnh mẽ, dung tích 5.0 lít hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 460 mã lực, đi kèm với đó là hộp số tự động 10 cấp. Chắc chắn không chiếc xe nào trong danh sách này có thể sánh với Ford Mustang về mặt sức mạnh động cơ. Chẳng cần phải bàn tán nhiều về mẫu xe này, bởi đây là chiếc xe thể thao phổ biến nhất ở Mỹ trong nhiều năm, Chevrolet Corvette. Và phiên bản C7 sẽ là một sự lựa chọn khó có thể bỏ qua, bởi chỉ với khoảng 55.000 đô la Mỹ, người dùng đã có thể sở hữu chiếc xe với công suất rất mạnh mẽ, lên đến 455 mã lực. Ra mắt vào năm 2005, chiếc xe thể thao động cơ đặt giữa Porsche Cayman đã trở nên quá phổ biến và là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng. Ngay cả với khối động cơ xăng 2.5 lít tăng áp 4 xi lanh mới, Cayman 718 vẫn được cho là một chiếc xe coupe thể thao hoàn chỉnh nhất trong phân khúc. Chiếc xe có công suất 350 mã lực, cho khả năng tăng tốc không lên 100 km/h trong 4,4 giây, đạt tốc độ tối đa 285 km/h. Chỉ với hơn 50.000 đô la Mỹ, những gì mà 718 Cayman mang lại sẽ khiến khách hàng hài lòng với một chiếc xe thể thao tầm trung. Thêm một sự lựa chọn nữa đến từ Audi là TT RS. Số tiền để sở hữu dòng xe này không hề dễ chịu khi nó có giá bán khoảng hơn 65.000 đô la Mỹ, nhưng đây là con số hoàn toàn xứng đáng bởi hiệu suất ấn tượng. Với động cơ 5 xi lanh sản sinh công suất 400 mã lực cho khả năng tăng tốc từ 0 lên 96 km/h chỉ trong 3,4 giây. Chiếc xe là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai đam mê tốc độ trong phân khúc xe thể thao dưới 100.000 đô la Mỹ. Bên cạnh đó, các phiên bản Audi TT cỡ nhỏ cũng nhận được những đánh giá tốt và có mức giá hợp lý.